yêu nữa nên là chưa có quen ai. Con chim nó sợ cành cong rồi. Con thích đàn ông gì? Con sợ đàn ông gì nhất? Con sợ nhất là đàn ông hút thuốc nhất. Con không hiểu. Dạ không hút thuốc ạ. Được rồi, sợ gì nữa? Công việc có bận rộn quá nhưng mà cũng phải dành thời gian để quan tâm tới người yêu một xíu. Có cái mẫu hình lý tưởng nào mình mơ ước không? Mập. Một cái mẫu sao nào mà có dễ nhận biết bây giờ không? Nuôi được chị đó. Nuôi được đúng không? Mẫu hình lý tưởng mình sao? Cao khoảng 1m6. Có 1m6. Tóc dài, da trắng ạ. Nuôi gì nó dài? Xíu nuôi dài dài. Sao cái đấy thì có thể thay đổi được. Hiếu hảo với bố mẹ là được. Vậy thôi đó. Xin mời nhà gái. À, bây giờ thì giới thiệu về mình đi anh trai. Dạ, xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Xin chào chú Kiến Ninh và chị Ngọc Lan và toàn bị khán giả đang ở dưới trường quay và toàn bộ khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Tôi tên là Phạm Văn Hiếu, sinh năm 1995, quê ở Hải Dương. Hiện tại đang học tập và làm việc tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hiếu làm gì ở quận 9 Hiếu? Dạ, cháu làm về phần cơ khí ạ. Về công ty là sẽ lắp đặt thiết bị và bảo trì bảo dưỡng. Rồi. Rồi, còn bạn gái mình thì sao nè? Dạ, chào chú Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan. Em tên là Mai Phương, em năm nay 25 tuổi, đến từ Lâm Đồng. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại quận Gò Vấp ạ. Em làm gì? Dạ, em làm chuyên viên tư vấn bảo hiểm của công ty FWD. Rồi, bây giờ thì mình nói luôn về cái ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm thì em hoạt bát, có thể là ưu điểm và nhược điểm của em đó là nấu ăn. Lý do tại sao nó là nhược điểm luôn? Ưu điểm là tại thích nấu ăn nhưng mà nấu ăn không có ngon, nó là nhược điểm. Lâu lâu em cũng hơi não cá vàng xíu. Rồi, nhà trai, ưu điểm là gì? Ưu điểm của em là hòa đồng với mọi người, xử lý trong công việc hiệu quả và tốt. Không biết là cái này không biết là nhược điểm hay ưu điểm, là em ăn nhiều nhưng mà không bao giờ bị không bao giờ mập không mập thiếu thứ gì. Cái gì mà nghe không bao giờ mập vậy, không lẽ ông nhôm nhách trời. Ăn nhiều nhưng không mập bao nhiêu? Tôi không ăn gì hết, tôi cũng vẫn mập. Gió qua là mập. Nhiều khi đớp đớp không khí rồi cũng mập nữa. Chắc là do cơ địa của từng người á. Cơ địa gì vậy? Cơ địa làm sao? Giờ số mấy, chỉ số nó như thế nào? Để về đi chỉnh lại. Coi cơ khí nó chỉnh sao đi. Mỗi ngày ăn món gì? Ăn thì bữa thì ăn thịt gà hoặc thịt cá, rồi thì thịt bò, đầy đủ dinh dưỡng trong công ty. Ăn thịt ngon, dạ. Hàng chi không mập, còn kia ăn thịt mỡ không à. Kể cả là về có khi là mẹ chăm hay là Tết về ăn rất là nhiều đồ nhưng mà cũng không bao giờ béo được. Giờ thấy ngoại hình này phải qua hỏi liền luôn á. Nó nghe nè, thích mình thích bạn trai mình mập hay ốm? Dạ em thích mụn mỉm xíu. Trời ơi chết rồi. Mụn mỉm hả? Vậy thôi em thích chị đi. Vậy thôi em thích chị đi. Bên đây là không được rồi đó. Mình đây là mụn lét, mụn dánh luôn. Dễ ẹt, mụn mỉm thì chăm. Giờ bây giờ cơ địa ăn được giờ sao? Bơm. Cái này sau này có vợ tự nhiên chăm nên em thấy là nhiều người á, sau khi có vợ tự nhiên tăng cân à? Con theo chú 1 tháng à, là con lên cân liền à. Nói chút xíu về tình duyên đi Hiếu. Dạ, có 2 mối tình, một mối tình là thời cấp 3. Còn mối tình đại học thì cũng yêu được 2 năm. Cái cung yêu đương cũng sơ sài lắm. Rồi bây giờ mình sao? Dạ em thì trải qua 2 mối tình. Một mối tình là năm đại học, cũng yêu được 3 năm. Mối tình thứ hai là gần đây, nói chung là chia tay khoảng tầm gần 1 năm. Chắc là do sau khi chia tay thì cũng sợ không dám yêu nữa nên là chưa có quen ai. Con chim nó sợ cành cong rồi. Con thích đàn ông gì? Con sợ đàn ông gì nhất? Con sợ nhất là đàn ông hút thuốc nhất. Con hút không hiểu? Dạ, không hút thuốc ạ. Được, rồi sợ gì nữa? Công việc có bận rộn quá nhưng mà cũng phải dành thời gian để quan tâm tới người yêu một xíu. Có cái mẫu hình lý tưởng nào mình mơ ước không? Mập. Mập. Một cái mẫu sao nào mà có dễ nhận biết bây giờ không mập rồi đó. Nuôi được chị. Rồi. Nuôi được đúng không? Mẫu hình lý tưởng mình sao? Cao khoảng 1m6. Có 1m6. Tóc dài, da trắng ạ. Nuôi gì nó dài? Xíu nuôi dài dài. Sao cái đấy thì có thể thay đổi được. Hiếu hảo với bố mẹ là được. Vậy thôi đó. Đón xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Hả? Tìm hiểu. Sao đơn giản đơn quá. Đơn giản. Trời, bên đây là dư luôn. Dư luôn rồi. Được. Nhà gái đi với ai? Nhà gái đi với ai vậy? Dạ, kinh? Em đi với chị họ của em. Rồi. Xin chào chương trình và hai MC ạ. À. Em gái của em thì là hội tụ đủ những cái điều chàng trai cần. Nhưng mà cho chị hỏi chàng trai là em có biết chạy xe mô tô không? Xe phân khối lớn. Nói chung là không phân khối lớn, nhỏ gì
gì cũng được, nhưng mà biết chạy xe con không? Dạ, dạ em biết ạ. Ồ, vậy là ok rồi. Đó là chị chỉ cần cái mối lo ngại lớn nhất của em mà khi tuyển em rể đó là phải biết chạy mô tô. Bởi vì nó không biết chạy tay ga, nó chỉ chạy mô tô thôi. Nên là cái cô này là cá tính hơi mạnh. Nhưng mà đùa cái là em gái yên tâm. Giờ là không cần phải đắn đo về những cái chiều cao của xe nữa. Bởi vì anh chàng bên đây có thể chống đỡ hết tất cả những chiếc mô tô mà em thích. Chống nổi chứ không biết đỡ nổi không nha. Dạ, còn về cái việc mà em muốn tròn lên á thì chị tăng cân nhờ em gái. Bởi vì nó nấu ăn dở nhưng mà nó thích nấu, ngày nào nó cũng nấu và nó bắt mình thử. Thì chắc chị tin điều này là sẽ làm cho em tròn lên. Dạ, dạ. Chuẩn bị tinh thần nha. Dạ. Nào, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt thôi. Mở rào. Bắt đầu đi Hiếu. Có món quà tặng em. Dạ. Em cũng có một món quà là đặc sản ở quê em tặng anh. Hôm nay vội quá mua được bó hoa này. Anh mong là những lần gặp sau em sẽ luôn xinh tươi và tươi đẹp như bó hoa. Dạ, em cảm ơn. Vừa nãy nghe anh nghe em nói bé quá. Dạ. Tên gì ạ? Dạ em tên Phương. À tên Phương, dạ. Mai Phương. Dạ. À đúng rồi, vậy nghe mong máng vì em nói bé quá. Dạ vâng ạ. Thường hay về quê một năm là mình... Hồi xưa không dịch thì em về thường xuyên, một tháng có thể về 3-4 lần. Tại vì từ đây về Lâm Đồng cũng gần, không có xa. À, đúng rồi, Lâm Đồng. Dạ. Vậy thì anh có ý định phát triển và lập nghiệp ở Sài Gòn hay không? Hay là... Có ý định phát triển, lập nghiệp Sài Gòn vì trong đây khí hậu cũng tốt, với lại con người... sống thoải mái hơn. Dạ. So với ngoài Bắc. Em thì học tập với lại làm việc ở Sài Gòn cũng 8 năm rồi và em cũng có ý định là phát triển ở đây luôn. Cũng có thể là sau này thì chưa biết như thế nào, nhưng mà hiện tại thì đang vẫn hướng tới là sự nghiệp ở Sài Gòn. Dạ. Ủa mà em có sở thích chạy mô tô à? Dạ. Nào. Tại vì từ nhỏ khi mà chiếc xe em tiếp xúc đầu tiên là chiếc 67 à. Được chạy từ gia đình cho nên là từ sau đó trở đi là em chỉ chạy xe số thôi chứ em xe không cool. Có chạy tay ga. Dạ đúng rồi. Giờ là vợ cũng chạy. Dạ đúng. Nè. Dạ. Rồi. Chạy phân khối nhỏ thôi nhưng mà cũng là tay con. Là cool. Dạ. Thế là cũng hay, nhưng mà xe ấy là cuối tuần là hay đi vượt. Dạ đúng rồi. Em có hay đi với chung với mấy anh chị nè, hay đi cắm trại hoặc là đi đó mấy ngoài. Cái tour nhỏ. Dạ đúng rồi. Sau bao lâu thì em có thể tiến tới hôn nhân? Nếu mà sau chương trình này mà có thể hợp nhau thì tầm trong khoảng 1 năm là có thể tiến tới hôn nhân. Khoảng 1 năm, bây giờ cuối năm. Thì trong khoảng 1 năm là... Sang năm sau, ý em vậy, em không ý gì cả. Một năm sau là còn năm nữa đó, còn tháng nữa đó. Dạ. Em cảm nhận thế nào về anh? Em thấy anh cũng vui vẻ với lại cũng kiểu dễ gần. Ví dụ như lấy nhau thì về kinh tế ai quản lý, ai giữ tiền? À, cái này chắc cho bạn nữ giữ, em quản lý kinh tế, quản lý tiền nong kém. Mà thường thì trong gia đình thì bạn nữ quản lý tài chính sẽ tốt hơn. Theo anh thì ví dụ như tiến tới thì sau bao lâu có thể cưới? Do tìm hiểu của từng người nhưng mà khoảng 1 năm đến 2 năm thì ok. Dạ, thí dụ bên đây người ta muốn sớm hơn thì sao? Dạ, sớm ok hơn. Luôn không? Sớm hơn thì cũng được thôi, thì mình tìm hiểu nhanh hơn, tần suất mình gặp mặt nhiều hơn. Đốt cháy giai đoạn hả? Không đốt cháy giai đoạn, là ý là gặp mặt nhiều hơn để hiểu về nhau hơn, về tính cách. Công việc của anh hàng ngày thì có bận rộn lắm không? Mà có... Tùy thời gian, ví dụ như dự án, có đợt thì có thể tăng ca, có đợt thì không. Thứ công việc chính bạn... của em là chuyên viên tư vấn thì em sẽ là làm sale và có nhiều khi em cũng đi ký hợp đồng. Còn lại thì làm giờ hành chính bình thường. Nhưng mà cái tần suất thì nó thế nào? Một tuần thì cũng 1-2 lần thôi, chứ không có nhiều. Lấy nhau thì quan điểm về sinh con trai con gái thế nào? Em thì em thích con gái. Nhưng mà cái đó thì... Mấy con ạ? Khoảng tầm 1-2 bé là được. Quan điểm của anh cũng vậy thôi, chỉ cần 2 đẻ. Dạ. Có nhiều người đàn ông là bắt buộc phải sinh con trai. Đẻ chừng nào ra con trai thì thôi. Là mệt lắm á, quan điểm rất mệt lắm á. Dạ, bây giờ con gái mới có giá hơn. Gái có giá lắm. Trời, tôi hai đứa tôi biết mà. Ok, bây giờ nè, em thử xem đó, tình hình nó vậy đó, chăm sóc bao nhiêu rồi cho nó mất mếp lên. Bây giờ nè, bước tới nắm tay bạn gái, hát bài nào đó, cảm nhận như thế nào?
cho phép. Nhìn bạn gái hát đi đó. Anh thì hát không hay, mới lại mong mọi người là đừng có bỏ bé hết là được ạ. Này người anh yêu hỡi, lại gần đây với anh. Anh sẽ nói ra tương tư từ bao lâu chôn dâu. Em có biết rằng từ khi đôi ta thuộc về nhau, với anh thì một ngày buồn thật khó khăn. Này người anh yêu hỡi, ghé sát môi em lại đây. Anh sẽ trao lên đôi môi kia bao yêu thương nhé. Yeah. Em xin hết ạ. Mình nhà gái, mình chơi đẹp luôn, mình đáp lại bài em ơi. À, anh ơi, em bảo anh này, sống ảo thì em có, nhưng mà sống cùng ai đó thì em chưa. Nếu mà anh đã có ưa thì mau lại rước em về. Ok. Sau 3 tiếng đếm thì bấm hay không bấm đó là quyền của các bạn nha. 1 2 3 Hết thời gian. Wow. Bây giờ chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Đó. Thấy không? Hợp tình hợp lý không chị hai? Tốt rồi. Đây là những món quà dành cho các bạn. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Tập đoàn Bất Động Sản Hưng Lộc Phát tặng mỗi bạn một voucher mua nhà trị giá 10 triệu đồng. Hưng Lộc Phát kiến tạo giá trị cuộc sống. Đặc biệt, Tập đoàn Bất Động Sản Hưng Lộc Phát cũng dành tặng thêm voucher trị giá 100 triệu đồng nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mong rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với họ.